giản Lão pháp sư Tịnh Không. Tập 22. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Mấy hôm nay chúng ta đều đang nói về hai chữ trung hiếu này. hai cái chữ này nói thật ra người nhận thức được không nhiều người có thể chân thật thể hội được nghĩa thú mà hai chữ này biểu thị thì càng ngày càng ít rồi chúng tôi cũng do thời gian bị hạn chế chỉ có thể giới thiệu qua một cách đơn giản vắn tắt một cái gợi ý đơn giản như vậy nếu như các vị có thể thể hội được tỉ mỉ thì hai chữ này đã bao quát tất cả Phật Pháp Không những tất cả Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm Thậm chí Pháp mà mười phương Ba đời tất cả Chư Phật như Lai Thuyết Đều không thể nằm ngoài Hai chữ này Hiếu là nói. Thể tướng của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Trung là nói đại dụng của nó. Nếu dùng đề kinh của kinh Hoa Nghiêm để nói hai chữ trung hiếu chính là Đại Phương Quảng ở trên Đề Kinh. Trung một chữ này chính là Phật Hoa Nghiêm. Hiếu là Đại Phương Quảng, Trung chính là Phật Hoa Nghiêm. Cho nên hàm nghĩa của nó sâu rộng vô tận. Chúng ta cần thể hội thật kỹ Kinh điển trong cả Đại Tạng Giáo Mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm Chính là phát huy tương tận hai chữ này Hai chữ trung hiếu này viên mãn rồi Chính là vô thượng bồ đề Chính là quả địa như lai cứu cánh mỗi người thành thánh thành hiện gia đình hòa hợp xã hội bình yên tất cả chúng sanh đều có thể chung sống hòa mục xa rời hai chữ này thì điều không thể làm được cho nên hai chữ này chúng ta nhất định không được lơ là cổ nhân nói nhất gia nhân nhất quốc nhân nhân là chữ nhân ở trong nhân ái cái chữ nhân này cũng là chữ hội ý là ý gì nhân ái chính là chúng sanh cho nên biểu thị của cái chữ này là hai người không phải một người có ta còn có người khác ta và người là một thể ta và người không hai đây là ý biểu thị của chữ nhân. Tông môn có một câu nói: Được một là được tất cả. Phật pháp thường nói vào pháp môn không hai. Thực sự biết được một vào pháp môn không hai thì người này mới là nhân giả nhà phật gọi người gọi là nhân giả cách xưng hô này là vô cùng tôn kính phật ở trên kinh điển gọi bồ tát là nhân giả chúng ta hãy xem từ trên mặt chữ người nhân từ chỉ có Bồ Tát Mới là từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Chúng ta muốn một nhà Đều làm được nhân ái Các vị nên biết Ý nghĩa Của nhân ái So với thân ái Thì lại không như nhau Thân ái là xây dựng từ trên tình Cảm tình sâu dày Nhân ái là xây dựng từ trên lý Biết là ta và người không hai Dạng pháp nhất thể Cái tâm yêu thương đó là từ trên lý Từ trong tâm tánh lưu xuất ra Đó là yêu thương chân thật Dính hằng bất biến người khác yêu thương ta ta cũng yêu thương họ người khác không yêu thương ta ta vẫn là yêu thương họ người khác dùng thiện tâm đối với ta ta cũng dùng thiện tâm đối với họ họ dùng tâm bất thiện đối với ta ta vẫn dùng thiện tâm đối với họ đó là bồ tát đó là nhân ái không phải cái thân ái thông thường hay nói đến có thể so sánh được với nó tình thì có nhiều biến đổi cho nên tâm thương yêu sanh ra từ tình là vô thường yêu thương có thể biến thành ghét có thể biến thành hận những sự việc này tôi nghĩ các vị đồng tu đều rất dễ dàng hiểu hiện nay trong xã hội mọi người thử xem sẽ biết ngay có bao nhiêu người lúc mới kết hợp là bạn tốt? Khi nam nữ kết hôn, ân ái biến thành vợ chồng, nhưng mà chẳng bao lâu đã ly hôn rồi, biến thành oan gia, biến thành đối đầu. Bạn bè biến thành thù địch. Quá nhiều quá nhiều rồi, nguyên nhân do đâu? Là do sự kết hợp của ân ái là cảm tình bên ngoài thấy là rất đẹp vấn đề bên trong thì rất phức tạp cho nên nó không phải là dính cửu tâm thương yêu của phật bồ tát là dính hằng bất biến vì sao vậy trong ngoài nhất như bên ngoài là bình đẳng bên trong là thanh tịnh không có vấn đề đây là tự tánh của chúng ta đây mới là mặt mũi xưa nay của chúng ta học phật chẳng qua là khôi phục tự tánh khôi phục lại mặt mũi vốn có mà thôi ngày nay thế giới bất bình nhân tâm bất bình tâm ta bình thì thế giới của ta sẽ bình dùng tâm bình đẳng cái nhìn bình đẳng của ta thanh tịnh pháp giới nhập pháp giới chúng sanh được đại tự tại Hoa nghiêm nói là pháp giới vô chứa ngại. Đây hoàn toàn là sự tu dưỡng của cá nhân. Trang đầy trí huệ, một đời trang đầy nhân từ. cái gì thử nghĩ vậy là hạnh phúc biết bao viên mãn biết bao giá trị ý nghĩa của đời người là ở chỗ này tôi nói một đời đây là nói theo thế tục nếu như chân thật mà nói đó là dính hằng Mạng sống là vĩnh hằng Người thế gian mê hoặc rồi Cho rằng có sanh tử Người sáng suốt biết không có sanh tử Sanh tử là sự việc gì? Sanh tử là sự chuyển biến Sự chuyển biến của nhân và quả Chuyển biến Là việc tất nhiên Là chắc chắn Tất cả dạng vật Đều đang biến đổi Có pháp nào mà không biến chứ Ngoài chân tánh ra Đều đang biến đổi Hơn nữa bạn nên biết Đang biến đổi từng sát na Sát na không dừng Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân, dính diễn đang tuần hoàn không dứt. Bạn có thể nhận biết ra được cái chân tướng này thì liền liễu sanh tử rồi. Nhà Phật thường nói liễu sanh tử, liễu là hiểu biết rõ. Đối với sanh tử cái chân tướng sự thật này, bạn triệt để hiểu rõ rồi. Người biết rõ Thì chuyển biến tự tại Phật Pháp chúng ta có nói là Thừa nguyện tái lai Nguyện lực thọ thân Chư Phật Pháp Bồ Tát Ứng hóa tại thế gian Cái chuyển biến đó là tự tại Phàm Phu không hiểu rõ chân tướng sự thật Không biết sự thật của sự chuyển biến này ở trong đây khởi vọng tưởng khởi phân biệt khởi chấp trước phân biệt chấp trước đều là hư vọng đều không phải chân thật cho nên càng chuyển thì càng bất thiện càng chuyển càng không tốt Do không biết chuyển Mấy hôm nay Có lẽ các vị đồng tu Nhìn thấy từ trên internet Người nước ngoài Nói về tin tức tai nạn Của cái thế giới này của chúng ta Có rất nhiều đồng tu Sau khi xem xong Thì trong lòng lo lắng Không biết phải làm sao Đến hỏi tôi Tôi nói với họ Nếu như thế gian Thật sự có tai nạn lớn như vậy Bạn tin hay là không tin Có rất nhiều Phật Bồ Tát Ứng hóa ở nơi chúng ta Cả thế giới cũng là như vậy Một vị gần đây mà chúng ta biết Ấn Quang Đại Sư là Bồ Tát Đại Thế Chí Của thế giới Tây Phương Tái Lai Ngài có tiết lộ cái tin tức này cho chúng ta hay không? có ở trong văn sao nói quá nhiều rồi nói có tai nạn rất lớn rất nghiêm trọng cái tai nạn này có cứu được hay không cứu được chính bản thân ngài dạy cho chúng ta Liễu phạm tứ huấn Cảm ứng thiên An sĩ toàn thư Có thể dựa theo ba quyển sách này mà tu hành Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Từ trên cái căn bản này Thật thà niệm Phật Thì cái tai nạn này liền hóa giải ngay Tại vì sao có thể hóa giải được vậy Phật ở trên kinh nói Y báo chuyện theo chánh báo Chúng ta đã từng đọc qua Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Tâm người hằng ngày nghĩ diệt ác hằng ngày tạo ác hạnh Thì sẽ chiêu cảm đến chính là tai nạn nếu như ở trong tâm địa đem ác đoạn sạch nghĩ thiện nghĩ tốt chúng ta mấy năm gần đây đầy sướng bốn tốt giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời tốt làm người tốt kiếp nạn sẽ chuyển được ngay tại vì sao không chịu học tốt vậy học tốt bắt đầu học từ đâu bắt đầu từ không lừa mình không dối người nếu như vẫn cứ lừa mình dối người thì những việc mà bạn làm đều là giả cái kiếp nạn này bạn không thể chuyển được rồi Tôi thường khuyên người Phật dạy chúng ta phải phá bốn tướng Phá bốn tướng hoàn toàn không phải nói Đối với người tu hành thượng thừa Các vị hãy xem thật tỉ mỉ trong Kinh Kim Cang Tiểu thừa tu đạo hoàng Thì đã lìa bốn tướng không ngã tướng, không nhân tướng Không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng Tu Đà Hoàng đã bắt đầu rồi Tu Đà Hoàng Bản thân họ không cho rằng mình đã chứng được Tu Đà Hoàng Đây chính là đã lìa bốn tướng Chúng ta đối với Ngã nhân chúng sanh thọ giả Có phân biệt chấp trước Kiên cố như vậy nên không thể vào được cửa của Phật Pháp Sơ quả là vào cửa Nếu như giống đi học ở trường Thì là lớp một tiểu học Là mới vào học Ở trong Pháp Đại Thừa 51 cấp bậc Bồ Tát Thì đó là Bồ Tát quả vị sơ tính Bốn tướng nếu không xả ly Thì Bồ Tát quả dị sơ tính Bạn còn không đủ tư cách Bạn học Phật học tốt mấy đi nữa Quả dị cũng chẳng qua là danh nghĩa Hữu danh vô thực Ngày trước Lão sư Lý thường nói đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế ấy đáng luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế ấy vì sao vậy khởi tâm động niệm mọi thứ tạo tác là nghiệp luân hồi học là học phật pháp nói là nói phật pháp mà tạo là tạo nghiệp luân hồi vậy thì có ích gì chứ Tại vì sao chúng ta không thể chuyển được vậy Tội nghiệp của bản thân chúng ta quá nặng Vô lượng kiếp đến nay Tập khí phiền não Đoạn không hết được Vẽ bề ngoài làm giống như là bố thí Trì giới nhẫn nhục Giống cái dáng vẽ đó Nhưng ở trong tâm giống như đống lửa lớn vậy lửa cháy dữ dội không phải là sự bình lặng sự thu thắng của phật pháp thù thắng ở chỗ bắt đầu làm từ công phu bên trong nó gọi là nội học lứa phiền não làm thế nào có thể dập tắt nó Hóa thành mát lành vậy Là trí huệ Cho nên Thế Tôn 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Giảng bát Nhã đã dùng 22 năm Chỉ có trí huệ chân thật mới có thể làm được chân thành thanh tịnh bình đẳng giác ngộ từ bi không có trí huệ chân thật dù cho làm được rồi đó là bên ngoài thôi đó chỉ là giả tướng không phải chân thật giả tướng tuy rằng cũng đáng yêu nhưng sớm muộn cũng bị người ta nhặt trần Bản thân bạn không thể tu hành chứng quả Đó là ngụy trang Là giả mạo Không phải chân thật Chân thật Bạn sẽ biết Nhất định không thể xa rời Giới định huệ Giới Ứng quan đại sư đã khải thị cho chúng ta thấp nhất cơ bản nhất là ngũ giới thập thiện không thể không làm được ngũ giới thập thiện là có thể cải tạo vận mạng là có thể tiêu trừ kiếp nạn nếu như muốn thành phật nếu như muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi muốn chứng thánh quả cái nền tảng đó chính là tịnh nghiệp tam phước cho nên tuy trước mắt có rất nhiều tai nạn chỉ cần thật sự nỗ lực tu học ngũ giới thập thiện thì cái tai nạn này liền có thể tránh khỏi Cho nên Ấn Quang Đại Sư cả một đời Chỉ đề sướng mỗi sự việc này Ngũ giới thập thiện lão thật niệm Phật Các bạn thử xem việc mà Bản thân Ngài suốt đời làm là gì Khẩu hiệu của Ngài Là 16 chữ Ngài thật sự làm được rồi Đôn luôn tận phận nhan tà tồn thành Tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ Ấn quang Đại Sư cả một đời Là làm 16 cái chữ này Thật sự làm được rồi Làm được rất viên mãn Đôn luân tận phận Chính là hai chữ trung hiếu luân là luân thường đôn là hòa mục cả nhà hòa cả nước hòa cả thế giới hòa hợp tận bổn phận của bản thân chúng ta bản thân chúng ta là thân phận gì là đang ở cương vị công tác gì phải đem chức trách của mình làm đến được tận thiện tận mỹ Đây là tận phận Chúng tôi hiện nay là thân phận người xuất gia Người xuất gia cần phải làm những việc gì? Phải học Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo hóa chúng sanh Lời nói việc làm phải làm nên tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh làm nên tấm gương chân thành làm nên tấm gương thanh tịnh bình đẳng giác làm nên tấm gương từ bi làm nên tấm gương nhìn thấu buông xuống làm một tấm gương tự tại tùy duyên là một tấm gương lão thật niệm phật đây là bổn phận của người xuất gia đối với tăng đoàn cung kính tán thán một cách chân thành cổ đức thường nói nếu muốn phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng đôi bên cung kính lẫn nhau tán thán lẫn nhau một tập thể hòa hợp thì phật pháp sẽ hưng không những cái đoàn thể này của chúng ta chúng ta phải hòa mục phải tôn kính phải tán thán mà mở rộng ra cả thế giới này xã hội này tất cả mọi đoàn thể chúng ta đều phải tôn trọng đều phải tán thán chung sống hòa mục hỗ trợ hợp tác có một số người nói là điều đó không dễ dàng làm được tôi nói với họ không khó làm được Chỉ cần bạn thực sự làm được ba sự việc này thì cái việc này sẽ làm được ngay. Cái thứ nhất là tâm chân thành. Chí thiện. Tâm thiện chân thành. Cái thứ hai là tâm thương yêu chân thật. Cái thứ ba là bố thí. Cúng dường, vô tư, vô điều kiện. Bạn chỉ cần làm được ba sự việc này thì thiên hạ thái bình. Ngay cả yêu ma quỷ quái cũng hòa hợp. Ngàn ngữ chúng ta thường nói nhân giả vô địch. Bạn thử nghĩ câu nói này. Chỉ nhân ở trong Phật pháp gọi là từ bi, người đại từ bi sao gọi là vô địch ở trong tâm không có kẻ địch cái ý này là nói người đại từ bi có thể hòa hợp chủng tộc khác nhau có thể hòa hợp với tất cả chúng sanh đây mới là đem trung hiếu làm nên viên mãn rồi thật sự tận trung tận hiếu ở trong bản này chú giải rất nhiều chú giải vô cùng dài vô cùng tương tận đoạn này tôi chỉ giảng đến đây chú giải hy vọng các vị đồng tu hãy tự mình xem cái gì có chỗ nào nghi hoặc có thể đến hỏi hai chữ này tôi sẽ không giảng nhiều thêm nữa hai chữ trung hiếu đã giảng rất nhiều rồi ý nghĩa quả thật là nói không hết ở trong vận biên có một đoạn đã nói đến đại hiếu tức là thuận thân dưỡng chí đoạn này nói rất hay chúng ta cần cố gắng nỗ lực học tập cổ đức dạy người khái niệm cơ bản là thiên địa cùng gốc dạng vật cùng thể hai câu nói này vốn dĩ phát xuất từ đạo đức kinh của lão tử cái cảnh giới này là hoàn toàn tương đồng với điều mà hoa nghiêm kinh đã nói chính là phật tri phật kiến tôi thường ngày viết chữ cho người ta chữ tôi viết là khẳng định hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình đây gọi là nhập phật tri kiến hai câu nói này của lão tử là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa này đây là hiếu đạo đây là thật sự nhận thức được hiếu hiểu rõ hiếu dùng cái tâm này đối với tất cả chúng sanh chính là tâm phật từ trong cái tâm này sanh ra tư tưởng hành vi là hạnh bồ tát chân thật cho nên ở chỗ này nói đến thuận thân dưỡng chí là từ cái quan điểm này mà nói nhất định không phải là khái niệm của phàm phu cái mà phàm phu nghĩ là làm thế nào để dưỡng thân làm thế nào dưỡng chí của mình thì đều là quá nhỏ bé rồi Vẫn là không thể tách rời Tự tư tự lợi Làm gì hiểu được những đại đạo lý này Có thể thấy bậc thánh hiền với phạm phu Ở trên nguồn tâm Là không giống nhau cái nguồn này chúng ta gọi là đầu nguồn ví dụ nguồn nước chỗ khởi nguồn là không như nhau dưỡng thân thân là gì là phật tánh là chân tâm bổn tánh của bản thân chúng ta làm thế nào có thể dưỡng chân tâm bổn tánh của cha mẹ Đây là sự tận hiếu của Phật Bồ Tát Cha mẹ là phàm phu còn đang mê Làm sao dùng phương tiện thiện xảo Để thúc đẩy họ Giúp họ giác ngộ đây chân thật là đại hiếu viên mãn cho nên thuận là thuận tánh không phải thuận tình ở trong tình nhà phật thường nói nho cũng nói thấu tình đạt lý chúng ta nói đạo hiếu khổng lão phu tử tôn sùng đại thuấn biết hiếu hành hiếu tận hiếu cho rằng ông là tấm gương tốt nhất của hành hiếu tận hiếu việc mà ông làm là giúp cha mẹ giác ngộ sở dĩ cha mẹ đối xử với ông trong con mắt của người khác thấy đó là tồi tệ đến cực điểm đâu đâu cũng muốn đưa ông vào chỗ chết nhưng ông xem cha mẹ là đại thánh đại hiền xem là phật thật là bồ tát thật họ nhìn từ hai phương diện vì sao lại khác nhau đến như vậy vua thuấn là nhìn từ trên thể tánh mà nhìn nhìn từ trên tâm tánh mà nhìn từ trên tâm tánh nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là chư phật như lai cho nên trên kinh phật nói bồ tát khi thành phật Nhìn thấy khắp nơi chúng sanh đều thành Phật đạo. Chính là cái ý này. Thế nhưng cha mẹ của Tuấn là tùy thuận vọng tưởng phiền não tập khí của chính mình mà nhìn chúng sanh. Cho nên cách nhìn của hai người không như nhau. một người là quan sát từ trên tâm tánh lý thể mà nhìn một người là nhìn người từ trên tập khí phiền não cho nên thuấn có thể thông quyền đạt biến cha mẹ trách phạt ông khi có thể chịu đựng thì tiếp nhận trách phạt không thể chịu đựng thì lẩn tránh không phải nói khi không thể chịu đựng cũng ở đó chịu đò bạn bị cha mẹ đánh chết rồi thì đáng đợi bạn bạn chết oan uổng rồi bạn còn là đại bất hiếu ở chỗ này chính là thông quyền đạt biến khi có thể chịu đựng thì chịu đựng không thể chịu đựng thì tránh xa làm hết khả năng để tìm cơ hội gợi ý cho cha mẹ cha mẹ ông quả nhiên là giác ngộ rồi quả nhiên hiểu rõ quả nhiên đã thành đại thánh đại hiền đây mới được xem là tận hiếu mới được xem là thuận thân hiện nay chúng ta muốn thuận thân tâm tham của cha mẹ rất nặng muốn bạn kiếm tiền muốn bạn làm quan lớn muốn tham ô được rồi bạn đều tùy thuận bạn tùy thuận thì tương lai đọa địa ngục cha mẹ bạn cũng bị đọa địa ngục đây không phải là thuận thân đọc sách thánh hiền học phật bồ tát không có gì khác chỉ là học làm một người minh bạch sáng suốt mà thôi người sáng suốt rồi sẽ không làm việc sai trái sẽ không có ý nghĩ sai lầm đây gọi là thuận thân biết thuận thân liền đem phương pháp lý luận về thuận thân mở rộng nó ra hằng thuận chúng sanh đó chính là hạnh phổ hiền ở trong hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Hai câu nói này Trước khi Phật Pháp còn chưa truyền vào Trung Quốc Thì vua Thuấn đã làm được rồi Chúng ta ở trong lịch sử ghi chép Đọc được Phần ghi chép về đại thuấn này Dùng quan điểm của Phật Pháp mà xem Sao có thể nói ông không phải là chư Phật Bồ Tát Đến Trung Quốc để ứng hóa chư Hành nghi cả đời của ông Chính là Mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền Mười nguyên tắc tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền Ông mỗi một điều đều làm được rồi Hơn nữa làm được viên mãn như vậy Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở trong thế gian này Chúng ta người và mắt thịt không biết được. Luôn luôn là tùy thuận tập khí phiền não của chính mình tạo ra biết bao nhiêu là ác nghiệp. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát dẫn một lòng từ bi như vậy đến giáo hóa chúng ta. Thuận thân cái ý nghĩa này chúng ta phải hiểu Sau khi hiểu rồi sẽ biết làm thế nào Hằng thuận chúng sanh Làm thế nào có thể viên mãn Hạnh Bồ Tát Có thể tu thành Bồ Tát Đạo Nói đến dưỡng trí Nho Phật dạy người lập chí nhà phật dạy người phát nguyện phát nguyện chính là lập chí lập chí không phải vì danh lợi mà là phải lập cái đại công chi chí Ở chỗ này Câu nói này nói rất hay Dưỡng kỳ triệt địa thông thiên Bào dân giữ vật chi chí Câu nói này Người hiện nay đọc xong Rất khó hiểu ý nghĩa Chúng tôi đổi nó thành câu nói khác để nói Văn ngôn văn dịch thành văn bạch thoại Chính là phải dưỡng thành cây chí vì pháp giới tất cả chúng sanh tận trung tận hiếu mà phục vụ chính là cái ý nghĩa này đời người lấy phục vụ làm mục đích Lấy giúp người làm gốc của niềm vui Phật là dạy chúng ta phải như vậy Nho gia đạo giáo Cũng dạy người như vậy Không hiểu cái ý nghĩa này Thì trí và nguyện của bạn Sẽ có lệch lạc có tà lệch Bất chánh Sai lầm Nhưng mà thuận thân Dưỡng trí Thực hiện từ đâu vậy? Ở trong đại học nói rất hay Ở trong đại học dạy cho chúng ta Cương lĩnh thực hiện từ thành ý chánh tâm thành ý chánh tâm chính là nhà phật gọi là phát tâm bồ đề nhưng mà chúng ta tâm bồ đề không thể phát được tại vì sao không thể phát được vậy có chướng ngại rồi cần phải trừ bỏ chướng ngại trừ bỏ chướng ngại nhà nho gọi là cách vật trí tri cách vật sau đó mới trí tri trí tri sau đó mới thành ý thành ý sau đó mới là chánh tâm nó có phương pháp có trình tự tiến hành cho nên muốn thực hiện điều kiện đầu tiên chính là chân thành Nếu muốn chân thành Nhất định phải cách giật Vật là gì? Giật là dục vọng Khi tôi giảng kinh địa tạng Có nói với mọi người Dục vọng có hai loại Một cái là ái dục Một cái là thị dục thì dục là ham mê ưa thích bạn có thể đem hai loại dục vọng này xả bỏ đây gọi là cách vật dục vọng cái sức mạnh này vô cùng lớn mạnh là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay Không những chướng đạo Mà còn chướng tất cả thiện pháp thế gian Bạn xem Phật nói với chúng ta Thiện căn của thế gian Chính là tất cả mọi thiện pháp thế gian Nó có nguồn gốc Nguồn gốc là gì? Vô tham, vô sân, vô si Đây là ba thiện căn Bạn vẫn còn có tham sân si dù cho bạn làm ra là thiện Thì cái thiện này là ngụy thiện Không phải chân thiện Bạn có thể lừa người Bạn không thể lừa gạt thiên địa quỷ thần Bạn không thể lừa gạt lương tâm của chính mình Phật Pháp gọi là đoạn phiền não nhà nho gọi là cách vật cách vật chính là đoạn phiền não cách là chống lại ý nghĩa của cách vật chính là phải chiến thắng vật dục dùng trí huệ của bạn dùng lý trí của bạn khắc phục phiền não của bạn là có cái ý nghĩa như vậy ở trong phật pháp gọi là đoạn phiền não chướng ngoài cái này ra còn có một cái chướng nữa phật pháp gọi là sở tri chướng nhà nho gọi là trí tri trí tri là phải khai trí huệ chân thật Trí huệ chân thật hiện tiền Mới có thể đem Sở tri chướng Trừ bỏ đi Các vị phải biết Nhà Phật tu hành Chú trọng thiền định Tám dạng bốn ngàn pháp môn Chính là tám dạng bốn ngàn loại phương pháp khác nhau Cách thức khác nhau Để tu thiên định Chúng ta niệm Phật dùng chấp trì danh hiệu Dùng cái phương pháp này để tu thiền định Mục đích của thiền định là gì? Phá phiền não chướng Tâm thanh tịnh rồi Tâm định rồi Liền sanh trí huệ Trí huệ có thể phá sở tri chướng Phương pháp dụng công Của chúng ta hiện nay Là định huệ đồng thời niệm phật đường chú trọng là tu định giảng đường chú trọng là tu huệ nhưng mà định huệ của chúng ta cũng không thể thành tựu nguyên nhân không thể thành tựu ở đâu chúng ta chưa có đem ái dục và thị dục đoạn sạch cho nên tu thế nào tu cả một đời bên ngoài có vẻ rất giống trên thực chất không có nội tâm lỗi của chúng ta là ở chỗ này tu hành đã tu lâu như vậy mà công phu vẫn không đắc lực bạn còn không phản tỉnh hay sao giống như chúng ta bị bệnh vậy mời thầy thuốc đến bắt mạch chữa bệnh chúng ta đang uống thuốc thuốc đã uống rất lâu mà bệnh không tiến triển bạn vẫn còn không giác ngộ sao nhất định là uống sai thuốc rồi chẩn đoán có sai lầm nên bệnh không có tiến triển hãy nhanh chóng đi tìm thầy thuốc khác người chúng ta đều có loại thương thức này bản thân tu hành công phu không đắc lực là giống như bị bệnh vậy vào lúc này cần phải quan sát kiểm điểm thật kỹ lỗi lầm của chúng ta rốt cuộc là ở đâu tìm ra được lỗi lầm rồi đem lỗi lầm trừ bỏ hết thì công phu sẽ đắc lực ngay Công phu đắc lực Đây là giống như uống thuốc Thấy có tác dụng Thấy có hiệu quả rồi vậy Hai chướng Nhất định là Phải đoạn Đoạn không phải đơn giản như vậy Không phải đơn giản như vậy thì làm thế nào? Đoạn từng phần Nho Phật đều là dạy chúng ta như vậy Đoạn một phần phiền não Khai một phần trí huệ Đoạn hai phần phiền não Khai hai phần trí huệ Bậc Thánh Hiền Là từ phàm phu làm nên Phật Bồ Tát Cũng là từ phàm phu mà thành Sao họ có thể thành tựu vậy Đoán từng phần Mỗi một ngày Chính là đang làm cái việc này Phiền não mỗi ngày Một nhẹ đi Trí huệ mỗi ngày Một tăng trưởng đây chính là công phu, đây chính là tiến bộ, đây cũng chính là sự hưởng thụ cao nhất của đời người mà năm xưa tiên sinh phương đông mỹ đã dạy tôi. Phạm nhân thế gian không thể hưởng thụ đến được, phiền não nhẹ trí huệ tăng. đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh chân tướng của vũ trụ nhân sanh càng ngày càng hiểu rõ càng ngày càng sáng suốt đời sống của bạn bất luận là sống đời sống như thế nào đời sống phú quý cũng được đời sống nghèo cùng cũng được bất luận là thân phận gì bạn trong xã hội có địa gì cũng được nghèo cùng hạ tiện cũng được cái đó không sao cả Bạn đều có thể sống một đời sống Hạnh phúc Mỹ mãn chân thật Một đời sống tự tại an lạc Đây là sống đời sống của Bậc Thánh Hiền Đời sống của Phật Bồ Tát Chúng ta dưỡng trí phải dưỡng loại trí này cho nên có thể thuận có thể dưỡng nguồn gốc của nó đều là ở việc nhận biết về chân tướng của vũ trụ nhân sanh ở trong phật pháp gọi là sự nhận biết về Phật tánh, Pháp tánh của tất cả chúng sanh Sau đó bạn mới có thể làm đến được Thế nhưng để có được cái nhận biết này là không dễ dàng Cổ Thánh Tiên Hiền đã dạy chúng ta thân cận thiện tri thức Mục đích của thân cận thiện tri thức là gì? chẳng qua là nhờ vào kinh nghiệm của họ nhờ vào sự tu trì của họ giúp chúng ta giác ngộ giúp chúng ta nhận biết mà thôi công phu chỉ cần đắc lực không cần phải rất cao là có thể sanh tử tự tải tiền đồ là một mãn quang minh đây là thông tin có được kết luận có được từ việc chúng ta thấy ở trong rất nhiều ghi chép của người tu hành trước đây họ có thể thành tựu như vậy chúng ta không thể rớt lại ở phía sau họ vậy thì đời này của chúng ta là không có vô ích rồi đời này nhất định giảng sanh bớt thối thành phật không đợi đến đời sau nữa cái thân này ở trong lục đạo luân hồi lần thọ thân này phải là lần cuối cùng chúng ta phải dưỡng cái chí này nghiêm túc nỗ lực phụng hành khiến chí nghiệp này của chúng ta đạt đến cứu cánh viên mãn đây chính là Đại Hiếu Bản thân biết dưỡng Còn có thể giúp người khác dưỡng Chính mình có thể thuận Còn có thể giúp người khác thuận Tứ độ độ tha Đây là Đạo Bồ Tát Đại Thừa Nội dung của Vận Biên vô cùng phong phú Vô cùng tinh túy Lời văn của cảm ứng thiên là của đạo giáo Chú giải ở trong đây là của Phật giáo Là của Nho giáo Đúng là tam giáo hợp thành nhất thể Đây là quyển sách hay Ấn quan Đại sư cả đời tôn sùng Hy vọng dùng sách này Để hóa giải kiếp nạn của hiện nay chúng ta thực sự muốn có thể ở trong cái kiếp nạn này hóa hung thành kiết gặp dữ hóa lành thì quyển sách này là bảo chứng nhưng mà bạn nhất định phải lý giải phải phụng hành thì mới có thể đạt đến được mục tiêu của tiêu nghiệp chướng tiêu tai nạn làm nền tảng cho tu hành giảng sanh thành phật được rồi hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật